Ông Trump ngạc nhiên vì Tổng thống Biden ghi nhận công lao. Mỹ bơm hàng trăm triệu USD cho các tổ chức quốc tế chống Covid-19. Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc muốn thay đổi trật tự thế giới. Tổng thống Biden cấm viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên vì tội buôn người. Từ khóa chính khách phổ biến nhất năm 2021, Kim Jong Un xếp hạng 3. Cựu bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hà Nam bị bắt. Thống kê cuối năm của Úc như cú tát trời giáng vào chính phủ Trung Quốc. WHO thông báo Omicron đã lây lan ở 106 quốc gia. Đại sứ Iran qua đời vì Covid-19. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục tin thế giới tối ngày 22 tháng 12 của Đài Truyền hình TV. Thưa quý vị, ông Trump ngạc nhiên vì được Tổng thống Biden ghi nhận công lao. Sau khi Tổng thống Biden ca ngợi công lao của chính quyền Donald Trump trong chiến dịch tạo ra vaccine COVID-19 thần tốc, cựu Tổng thống bày tỏ ngạc nhiên và trân trọng đánh giá này. Ông Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc về phản ứng với COVID-19 hôm 21 tháng 12 rằng, nhờ chính quyền tiền nhiệm và cộng đồng khoa học của chúng ta, Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên có vaccine COVID-19. Ông Biden nói thêm, nhờ chính quyền của tôi và sự cần mẫn của người Mỹ, chúng ta dẫn đầu khai triển vaccine, đưa Mỹ trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về tiêm chủng. Trả lời phỏng vấn trên Fox News tối cùng ngày, cựu Tổng thống Trump phát biểu, tôi trân trọng đánh giá đó và rất ngạc nhiên khi nghe ông ấy nói vậy. Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời và khiến rất nhiều người hạnh phúc. Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy tạo ra 3 loại vaccine COVID-19 được Mỹ phê duyệt. Chính quyền của ông Trump đã đầu tư hàng tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển thông qua chiến dịch thần tốc. Ông Trump cho rằng người Mỹ cần phải đón nhận vaccine. Theo ông, giọng điệu thuyết phục và sự tin tưởng là những yếu tố chính khiến người Mỹ đi tiêm phòng, chứ không phải áp quy định bắt buộc. Mỹ bơm hàng trăm triệu USD cho các tổ chức quốc tế chống COVID-19. Thưa quý vị, Mỹ sẽ dành thêm 580 triệu USD hỗ trợ bổ sung cho các tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 trong bối cảnh các ca mắc mới do nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang gia tăng. Cụ thể, trong thông báo mới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định tình trạng biến thể Omicron lây lan nhanh cho thấy thế giới phải tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực nhằm chấm dứt dịch bệnh. Ông Blinken dự kiến tổ chức cuộc họp trong ngày 21 tháng 12 với những người đồng cấp từ các quốc gia khác để tìm cách phối hợp các biện pháp ứng phó quốc tế với biến thể mới. Trong bối cảnh Omicron đã trở thành biến thể gây bệnh chủ đạo tại Mỹ, ông Blinken nhấn mạnh, bên cạnh việc tặng 330 triệu liều vaccine cho các nước khác trên thế giới, khoản tiền 580 triệu USD bổ sung được coi là một khoản đóng góp quan trọng để đưa vaccine đến với các chiến dịch tiêm chủng, tăng cường năng lực y tế cộng đồng và hỗ trợ các cộng đồng đang cần giúp đỡ. Theo đó, 280 triệu USD sẽ được gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bên cạnh đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF sẽ nhận được 170 triệu USD để đẩy nhanh những nỗ lực tiêm phòng cho các nhóm người dễ bị tổn thương. Dù có nhiều dấu hiệu cho thấy Omicron không nghiêm trọng hơn biến thể Delta, nhưng các số liệu sơ bộ cho thấy Omicron sẽ lây lan nhanh hơn và có thể chống lại các loại vaccine. Kể từ khi được xác nhận đầu tiên tại Nam Phi vào tháng 11, đến nay Omicron đã xuất hiện ở khoảng 90 quốc gia trên thế giới. Ngày 20 tháng 12, Mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm biến thể Omicron. Biến thể siêu lây nhiễm này đã trở thành biến thể chủ đạo lây lan dịch COVID-19 tại Mỹ, gây ra 73,2% số ca nhiễm mới trong tuần vừa qua. Mỹ bán tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin cho Litva giữa lúc căng thẳng với Nga. Thưa quý vị, theo công bố của Ngũ Giác Đài hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn việc bán tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin tiềm năng cho chính phủ Litva theo một thỏa thuận trị giá 125 triệu USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đông Âu sau khi Nga tăng cường khai triển binh sĩ dọc biên giới với Ukraine. Trước đó vào tháng 10, chính quyền Tổng thống Biden đã chuyển giao tên lửa này cho Ukraine. Ngũ Giác Đài cho biết tổ hợp Javelin gồm 341 tên lửa FGM-148F, 30 đơn vị phóng chỉ huy, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật. Chính quyền Mỹ cho biết thêm, thương vụ mua bán này sẽ giúp Litva xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nhằm đáp ứng các yêu cầu quốc phòng của mình. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ Antony Blinken cho biết, nước này đang củng cố quan hệ với mạng lưới đối tác và đồng minh nhằm đối phó với nỗ lực thách thức trật tự quốc tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, trong bài phát biểu ngày 21 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, nỗ lực của Mỹ trong việc gia tăng các mối liên kết và liên minh trên toàn thế giới trong 11 tháng qua
đã giúp Washington có vị thế mạnh mẽ hơn để đối phó với Trung Quốc. Ông nói, hiện tại chúng tôi liên kết mạnh mẽ hơn với các đồng minh và các đối tác so với một năm trước trong hầu hết các vấn đề, bao gồm tình hình Nga-Ukraine, chương trình hạt nhân của Iran và những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Bình luận của nhà ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong hàng loạt vấn đề. Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi nhậm chức hồi đầu năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhóm chính sách đối ngoại của ông đã nhấn mạnh rằng họ coi các đồng minh và đối tác là yếu tố cần thiết trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào với Bắc Kinh. Ông Blinken cho biết, sau gần một năm nâng cao quan hệ chặt chẽ hơn với các đồng minh trên toàn thế giới, Mỹ hiện có thể thách thức Trung Quốc hiệu quả hơn. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, phần lớn công việc của chúng tôi trong năm nay là xây dựng lại nền tảng của chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Blinken nói rằng, chính quyền Tổng thống Biden đã tích cực nâng cao quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và ASEAN và với các nhóm đồng minh khác như NATO, Liên minh châu Âu G7, cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông cũng nhắc tới các mô hình hợp tác như thỏa thuận quân sự AUKUS với Anh và Australia, hai nhóm bộ tứ với Nhật Bản, Australia, Ấn Độ. Ông cho rằng, Mỹ hiện đang có vị thế địa chính trị mạnh mẽ hơn để ứng phó với Trung Quốc khi nước này đang phá hoại hệ thống quốc tế mà chúng ta đã xây dựng và dẫn dắt. Một hệ thống đã làm cho thế giới tự do hơn, thịnh vượng hơn, an toàn hơn, kết nối hơn. Mặt khác, ông Blinken cũng cảnh báo rằng chính phủ Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc giữ vững vị trí là một nhà lãnh đạo toàn cầu, ngay cả với một mạng lưới liên minh chặt chẽ trên toàn thế giới, nếu họ không thể đạt được sự đồng thuận với các chương trình nghị sự trong nước. Trong một tuyên bố riêng rẽ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua cho biết, ông Blinken đã trao đổi với Thủ tướng Litva về thông tin rằng Trung Quốc dường như đang chặn nhập khẩu của quốc gia Baltic liên quan tới căng thẳng ngoại giao giữa hai bên về vấn đề Đài Loan. Ông Blinken đã nêu rõ sự ủng hộ của Mỹ với Lithuania và nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hợp tác chống lại hành vi cưỡng ép ngoại giao kinh tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc ngày 21 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cấm cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên trong năm tài chính 2022, với cáo buộc tình trạng ẩn dật về nạn buôn người ở nước này. Động thái này đánh dấu năm thứ 19 liên tiếp một Tổng thống Mỹ có biện pháp như vậy đối với Bình Nhưỡng. Trong bản ghi nhớ của Tổng thống cho Ngoại trưởng Blinken, ông Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ không cung cấp các khoản hỗ trợ phi nhân đạo, phi thương mại, không cho phép các tài trợ cho việc tham gia các chương trình giáo dục và trao đổi văn hóa của các quan chức của Triều Tiên và các quốc gia khác được chỉ định. Bản ghi nhớ viết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi các chính phủ nước ngoài tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu hoặc có những nỗ lực đáng kể để đáp ứng được yêu cầu. Các tiêu chuẩn tối thiểu được quy định trong đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn người của Hoa Kỳ năm 2000. Lệnh cấm cũng được áp dụng đối với các quan chức của Cuba, Nga, Syria và các quốc gia khác. Theo báo cáo thường niên về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 7, Bắc Hàn không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu để xóa bỏ nạn buôn người. Đầu tháng này, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Ri Yong-ji và các thực thể khác vì liên quan đến vi phạm nhân quyền. Thưa quý vị, năm 2021, lượng tìm kiếm trên Internet của Kim Jong-un đứng thứ 3 trong số các chính khách trên thế giới. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, công ty phân tích dữ liệu Statista của Đức đã công bố thống kê mới nhất, trong đó số lượt tìm kiếm trực tuyến về Kim Jong-un mỗi tháng đạt 1,9 triệu lượt, đứng thứ 3 chỉ sau quán quân Tổng hợp Mỹ Joe Biden với 7 triệu lượt, và đứng thứ 2 là Thủ tướng Anh Boris Johnson với 2 triệu lượt, xếp thứ 4 thuộc về cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel với 1,4 triệu lượt. Theo phân tích của Google, trong số các từ khóa về Kim Jong-un vào năm 2021, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là giảm cân, khi Kim Jong-un, 37 tuổi, xuất hiện trong một cuộc họp Bộ Chính trị Triều Tiên vào tháng 6, 2021. Có thể thấy cân nặng của ông đã giảm đáng kể. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. The Daily Telegraph đưa tin ngày 10 tháng 6, 2021 rằng, từ những cảnh quay và bức ảnh do chính quyền Triều Tiên công bố cho thấy, ông Kim đã trở nên mảnh mai hơn. Trong một đoạn video được quay bởi KCTV, đài truyền hình Trung ương Triều Tiên, Kim Jong-un đi dọc hành lang tới cuộc họp của Bộ Chính trị, chiếc quần Âu đen và chiếc áo khoác mang tính biểu tượng của ông đã rộng hơn nhiều so với bình thường. NK News, một trang web tin tức có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc đưa tin rằng, thông qua việc phân tích các hình ảnh trên kênh truyền thông nhà nước Triều Tiên, phát hiện cổ tay đeo chiếc đồng hồ sang trọng của ông Kim đã nhỏ hơn trước. Bài báo cho biết, so với những bức ảnh chụp vào tháng 11, 2020 và tháng 3, 2021, dây đeo chiếc đồng hồ sang trọng trị giá 12.000 USD, khoảng 275 triệu, đã được kéo dài hơn rõ rệt. Về việc này, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết tháng 10, 2021 rằng Kim Jong-un
chỉ giảm cân bình thường và không có vấn đề gì về sức khỏe. Cựu bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hà Nam bị bắt. Thưa quý vị, cơ quan truyền thông của Chính phủ Trung Quốc đưa tin vào tối ngày 21 tháng 12, ông Cam Vinh Khôn, cựu bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Hà Nam đã bị các công tố viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ. Trước đó, vào ngày 2 tháng 12, ông Cam bị khai trừ khỏi đảng và bị cách chức. Thông báo chỉ ra ông Cam đã nhận được một lượng lớn quà tặng và tiền hối lộ, đồng thời nhiều lần nhận lời mời đi du lịch và tham dự tiệc chiêu đãi, lạm dụng công quyền, kiếm tiền thông qua các vụ án, can thiệp bất hợp pháp vào các hoạt động tư pháp, nghiện cờ bạc trong thời gian dài và mua bán quyền lực. Cam Vinh Khôn, 59 tuổi, đã làm việc cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong nhiều năm. Tháng 7 năm 2016, ông giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hắc Long Giang, kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật. Cuối tháng 9 năm 2019, ông được điều động làm Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật cho đến tháng 6 năm 2021. Ông là cán bộ quản lý Trung ương thứ 12, sẽ bị điều tra vào năm 2021. Theo trang Minh Huệ Net ở Mỹ, trong thời gian ông Cam làm bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang và Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Hà Nam, nhiều vụ bắt cóc các học viên Pháp Luân Công xảy ra ở tỉnh này. Tỉnh Hắc Long Giang là một trong những tỉnh đàn áp Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Số lượng học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, giam giữ và bị kết án bất hợp pháp ở Hắc Long Giang luôn được xếp vào hàng cao nhất trong cả nước. Ông Cam đã bị Tổ chức Thế giới điều tra chống đàn áp Pháp Luân Công điều tra. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Hurun cho biết, công ty mẹ của TikTok trở thành công ty khởi nghiệp có giá trị nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng kỳ lân toàn cầu mới nhất của Hurun, Baidu, chủ sở hữu của TikTok đã vượt qua Ant Group để trở thành kỳ lân lớn nhất thế giới. Kỳ lân là thuật ngữ trong tài chính chỉ về một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỷ USD. Số liệu cho thấy các công ty khởi nghiệp của Mỹ và Trung Quốc vẫn ngày càng phát triển, bất chấp việc các công ty Trung Quốc đang chịu những chính sách hạn chế và thắt chặt về pháp lý từ cả ở nước nhà và Mỹ. Theo bảng xếp hạng của Viện Nghiên cứu Hurun, có trụ sở Thượng Hải, công bố hôm 20 tháng 12, tính đến tháng 11 năm 2021, đã có hơn 1.000 công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu. Về số lượng, Mỹ đứng đầu với 487 công ty, sau đó là Trung Quốc với hơn 300 công ty khởi nghiệp, tiếp theo là Ấn Độ, Vương quốc Anh. Giá trị của Baidu đã tăng gần 30% từ mức 270 tỷ USD vào năm 2020 lên 350 tỷ USD. Baidu sở hữu nền tảng mạng xã hội TikTok với 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu và được coi là đối thủ cạnh tranh hàng đầu với Facebook. Ant Group, một chi nhánh của Alibaba Group, được định giá 150 tỷ USD. Theo báo cáo, 10 kỳ lân lớn nhất toàn cầu chiếm 25% tổng giá trị của các kỳ lân trên thế giới, đạt 3.700 USD, 4 trong số đó là đến từ Mỹ, 3 kỳ lân của Trung Quốc, Úc, Anh và Thụy Điển, mỗi quốc gia có 1 kỳ lân. SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do CEO, tỷ phú Elon Musk, của hãng xe điện khổng lồ Tesla thành lập vào năm 2002, đã tăng 2 bậc để trở thành công ty khởi nghiệp có trị giá thứ 3 trên thế giới. Công ty có trụ sở tại Los Angeles hiện được định giá 100 tỷ USD, trở thành kỳ lân lớn nhất ở Mỹ. Trong số các thành phố toàn cầu sở hữu nhiều kỳ lân nhất, San Francisco đứng đầu danh sách với 151 kỳ lân, vượt qua Bắc Kinh là 91, tương ứng New York, Thượng Hải và Thâm Quyến đứng đầu trong top 5. Thống kê cuối năm của Úc như cú tát trời giáng vào chính phủ Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo một báo cáo thống kê gần đây của chính phủ Úc, thu nhập ròng của Úc từ xuất khẩu tài nguyên và năng lượng trong năm nay đạt 379 tỷ đô la Úc, cao hơn 69 tỷ so với năm ngoái. Giới quan sát chỉ ra rằng, kỷ lục mới này chắc chắn là một cú tát trời giáng vào chính phủ Trung Quốc, nước đang ra sức trừng phạt Úc về thương mại. Để xử phạt, Thủ tướng Úc Scott Morrison vào tháng 4, 2020, đã kêu gọi điều tra truy xuất nguồn gốc virus corona mới. Từ năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm nhập khẩu hàng loạt sản phẩm như than, quặng sắt, rượu và thịt bò. Trung Quốc là nhà nhập khẩu tài nguyên và sản phẩm năng lượng lớn nhất của Úc. Lệnh cấm liên quan ban đầu gây ra triển vọng kinh tế đáng lo ngại cho Úc. Tuy nhiên, nhờ những điều kiện thuận lợi như khủng hoảng năng lượng, giá hàng hóa tăng cao và đồng đô la Úc thấp, xuất khẩu của nước này đã phục hồi mạnh mẽ. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện tẩy chay nhập khẩu than đá và than cốc của Úc, Úc ngay lập tức mở cửa thị trường mới để bù đắp cho những thiệt hại của mình tại thị trường Trung Quốc. Lợi nhuận từ than năm nay dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 35 tỷ đô la Úc, trong khi lợi nhuận than luyện cốc sẽ tăng từ 23 tỷ lên 50 tỷ. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Biden đã đề cập đến các biện pháp trừng phạt thương mại và cưỡng bức kinh tế của Bắc Kinh đối với Úc trong cuộc gặp qua video với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Thưa quý vị, chuyển sang một số tin tức cập nhật về dịch COVID-19.
WHO thông báo Omicron đã lây lan ở 106 quốc gia. Bản tin dịch tễ học hàng tuần của WHO cho biết, tính đến ngày 21 tháng 12, đã có tổng cộng 106 quốc gia đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12, 2021, thông qua quá trình giải mã gen đã phát hiện Omicron trong 1,6% tổng số các ca nhiễm trên thế giới. Theo thông báo của WHO, rủi ro tổng thể liên quan đến biến thể đáng lo ngại này vẫn rất cao. Những bằng chứng phát hiện gần đây cho thấy biến chủng Omicron đang lây lan nhanh hơn so với biến thể Delta. Hiện biến chủng Delta vẫn là chủng chiếm đa số trên toàn thế giới, được tìm thấy trong 96% mẫu phân tích sinh học. Theo cơ quan báo chí của WHO, thông tin về mức độ diễn tiến nghiêm trọng khi nhiễm Omicron vẫn còn hạn chế. Theo dữ liệu sơ bộ từ tổ chức này, những bệnh nhân đã trải qua đợt tiêm chủng cơ bản, cũng như những người trước đó từng bị nhiễm SARS-CoV-2 đều ít mắc biến chủng Omicron hơn. Tuyên bố của WHO cũng cho biết biến thể Omicron có một số lượng lớn các đột biến, mà một trong số đó thuộc diện đáng lo ngại. Tây Ban Nha lập kỷ lục mới về số ca nhiễm Omicron hàng ngày. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, chỉ trong một tuần số ca nhiễm Omicron ở nước này đã tăng từ 3,4% lên tổng số ca COVID-19 trên ngày, lên 47,2% trên tổng số ca. Số ca nhiễm Omicron được ghi nhận vào ngày hôm qua của Tây Ban Nha là 49.823 ca, phá vỡ kỷ lục hơn 26.000 ca được ghi nhận vào hôm thứ Ba tuần trước. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập viện và tử vong ở mức thấp so với các đợt trước. Số người chết cao nhất do COVID-19 ở nước này trong một tuần được ghi nhận vào tháng Giêng năm nay với 1.285 người, nhưng tuần vừa rồi chỉ ghi nhận 239 ca tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn không lạc quan về diễn biến của tương lai. Họ nhận định rằng tuy số ca tử vong giảm, nhưng làn sóng lây nhiễm thứ 6 của Tây Ban Nha không có dấu hiệu chậm lại. Các cuộc tụ họp ở kỳ nghỉ lễ sắp tới, cộng với sự lây lan nhanh của biến thể Omicron, có thể sẽ kích hoạt một đợt bùng nổ chưa từng có của virus. Thưa quý vị, Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay phủ nhận việc phong tỏa vào dịp Giáng sinh. Ông nói rằng các bệnh viện đang ứng phó tốt với số ca COVID-19 do biến thể Omicron gây ra. Úc đang phải vật lộn với sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Omicron trong bối cảnh các hạn chế được nới lỏng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, sau khi nước này đạt mức tiêm chủng cao. Ông Morrison nói với các phóng viên tại thủ đô Canberra sau cuộc họp nội các khẩn cấp rằng, bất chấp sự gia tăng của các ca bệnh, các bệnh viện và hệ thống y tế vẫn vững chắc. Ngay cả khi các ca nhiễm hàng ngày tăng lên đến mức kỷ lục, tỷ lệ nhập viện và tử vong vẫn ở mức thấp so với tỷ lệ tử vong do làn sóng biến thể Delta gây ra trước đây. Ông Morrison cho biết sẽ không có nhiều đợt phong tỏa nữa. Ông nói, người Úc đã làm việc rất chăm chỉ để có được Giáng sinh năm nay và chúng tôi muốn bảo vệ điều đó. Một trong những điều chúng tôi nhất trí hôm nay là chúng tôi sẽ không phong tỏa lần nữa. Ông nhấn mạnh rằng việc hạn chế sự lây lan của virus là trách nhiệm cá nhân. Các nhà lãnh đạo liên bang và tiểu bang của Úc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của nội các vào hôm nay để thảo luận về sự gia tăng các ca nhiễm Omicron. Sau cuộc họp, ông Morrison cho biết các trung tâm tiêm chủng đang đẩy nhanh việc khai triển tiêm mũi tiêm tăng cường. Úc hôm thứ Tư lần đầu tiên báo cáo có hơn 5.000 ca nhiễm COVID-19, cao nhất kể từ đại dịch. Trong đó, 95% các trường hợp được ghi nhận tại bang New South Wales và bang Victoria. Đại sứ Iran qua đời vì COVID-19. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Iran cho biết hôm 21 tháng 12, đại sứ nước này tại Yemen, Hassad Ilu, đã qua đời do COVID-19 và cáo buộc một số nước gây khó dễ trong việc đưa ông này về Iran. Thông báo viết, Ilu đã không qua khỏi sau khi được đưa về nước trong tình trạng tồi tệ vì sự hợp tác chậm trễ của một số quốc gia. Ansara cho biết ông Ilu được đưa về Tehran hôm 18 tháng 12 sau khi Iran và nhiều nước đã gây áp lực buộc Ả Rập Saudi, quốc gia đang phong tỏa không nhận Yemen, cho phép máy bay chở ông Ilu cất cánh. Tờ tạp chí Phố Uân trước đó dẫn lời các quan chức địa phương cho biết Ả Rập Saudi yêu cầu nhóm Houthi trả tự do cho một số tù binh nước này đang bị giam nhằm đổi lấy việc cho phép ông Ilu về nước. Nguyên nhân yêu cầu trên là do Ả Rập Saudi dẫn đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Yemen năm 2015 nhằm chống lại Houthi, lực lượng đang kiểm soát thủ đô Sana'a của Yemen và phần lớn lãnh thổ phía bắc của quốc gia Trung Đông này. Giới chức Ả Rập Saudi và Mỹ cho rằng Iran cung cấp tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cho Houthi, đồng thời cho rằng lực lượng Houthi được huấn luyện và cố vấn bởi Iran. Tuy nhiên, Iran phủ nhận các cáo buộc trên. Iran và Ả Rập Saudi tổ chức nhiều vòng đàm phán trong năm nay do Iraq làm trung gian để giảm bớt căng thẳng, song tới nay chưa có đột phá. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deccan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deccan News trên SnapChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng.
Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của Đài Kanal TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.